sự cùng khám phá bộ sưu tập Mercedes-Benz tại Fascination năm nay thông qua một hành trình cảm xúc. Xin mời. Thank you.
limits. Everybody knows them. They exist. You will reach them. You challenge them. To overcome them, because you are driven. Driven by performance. AMG, 50 years of driving performance. AMG tại Việt Nam, chiếc C43 Coupe lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với động cơ cực kỳ mạnh mẽ V6 tăng áp kép, với sự tinh chỉnh và nâng cấp của các kỹ thuật viên, các kỹ sư rất đẳng cấp tại Mercedes AMG, và đồng thời nó có thể điều chỉnh được gầm cao thấp với một bộ ống thể thao, bởi vì tất cả đều là những nâng cấp rất đáng giá của Mercedes AMG theo đẳng cấp của họ tại chiếc xe đặc biệt này. Và đồng thời 43 số hiệu này gắn liền với những chiếc xe Mercedes AMG, đó là giải pháp, là món quà của chúng tôi dành tặng cho những quý vị, những khách hàng đam mê cảm giác lái thuần khiết cùng với một động cơ cực kỳ mạnh mẽ trên những cung đường phù hợp của Việt Nam. Và còn có rất nhiều điều những gương mặt đại diện khác tại bộ sưu tập của Mercedes Fascination năm nay, thì trước tiên xin mời quý vị hãy cùng theo dõi bộ đoạn clip sau đây. Introducing the all-new Mercedes AMG 43 range. AMG, 50 years of driving performance. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy quay lại phía sau lưng mình và khám phá điều bất ngờ sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Xin mời.